Hello and welcome back. Chào mừng các bạn trở lại với chương trình Jumping with TOEIC. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại hai khách mời. À, xin mời. Uh, xin chào tất cả mọi người. Uh, mình tên là Lê Thu Uyên, sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Văn Trung, sinh viên năm 4 Học viện Ngân hàng. Chào Trung và Uyên. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với bài học và bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu về các loại câu hỏi được sử dụng trong Part 2 của bài thi TOEIC trong phần đầu tiên của chương trình sẽ có một thử thách dành cho hai khách mời. Bây giờ các em sẽ lắng nghe một đoạn nghe và trả lời câu hỏi tương ứng. Các em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. sàng. À, câu hỏi đầu tiên, number one, where's the nearest drugstore? A, there's one across the street. B, it's on your desk, I think. C, until in 11, most of the time. Two, when did you buy this jacket? A. About two weeks ago. B. Anytime now. C. Yes, it's a little expensive. 3. Who requested the dental records? A. She is the best dentist. B. The data is recorded accurately. C. One of our patients. Uh, number 1. Where's the nearest drugstore? Uh, hey, Em muốn chọn A. cả hai bạn cùng chọn đáp án A. Các bạn thấy trong câu hỏi này họ yêu cầu mình lấy thông tin gì? Câu hỏi này người ta đang hỏi mình về where, tức là ừ. nơi trốn. Ừ. Mà đáp án A thì nó ừ. liên quan đến là ở cái góc street, tức là ừ. cái con phố này. Đó là một cách rất là tốt để trả lời cho câu hỏi where, câu hỏi về nơi trốn. Bạn nghe được từ để hỏi và bạn nắm bắt xem là thông tin cần tìm là gì. Từ để hỏi nơi trốn, chúng ta nghe thấy một từ là chỉ nơi trốn. Với cách này thì hai bạn đều đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên. Đáp án A. And number two, when did you buy this jacket? Em chọn đáp án A ạ. A? Em cũng chọn A ạ. And A again. Uh, các bạn có thể giải thích không? Uh, đây là câu hỏi về thời gian. Uh -huh. uh, câu hỏi có đưa ra rằng là cái thời gian mà bạn mua chiếc áo này là lúc nào. Uh -huh. Thì đáp án A là trả lời về thời gian two weeks ago. Uh -huh. Very good. Uh, các bạn cần chú ý một chút nữa khi các em gặp các câu hỏi về thông tin các bạn nhé. Là tuy mình chú ý đến từ để hỏi là when rồi nhưng mà mình chú ý đến cái thời thì sử dụng trong câu này ví dụ như việc hai bạn đã chú ý được rằng là là trong quá khứ đúng không when did you buy vậy sẽ là two weeks ago đó cũng là một dấu hiệu để các em chọn được đáp án à, rồi sang câu số 3 who requested the dental records em à. chọn đáp án A ạ A còn em chọn C ạ C alright các bạn chú ý xem là cái câu hỏi này họ yêu cầu mình nghe được thông tin là hỏi cho thông tin gì nhỉ à, đáp án từ để à. hỏi là gì nhỉ từ để hỏi là who ạ. À, who. Vậy là hỏi cho người, người thực hiện một cái việc gì đó đúng không? Vậy tại sao hai bạn lại chọn đáp án khác nhau? À, thì trong câu hỏi em có nghe thấy từ dental, dental. và đáp án của em có từ dentist. Nên ừ. em nghĩ là hai đáp án này sẽ, à, sẽ có liên quan đến nhau. À, ừ. vì bạn nghe thấy có hai từ liên quan đến nhau là dental và dentist. Thế còn Trung? À, còn em thì lại suy nghĩ ngược lại với bạn. Em nghĩ là cái câu trả lời mà nó có cái từ giống với câu hỏi thì em sẽ loại câu đó ra ạ. Uh -huh. à, các bạn ạ, đây cũng là một uh, bẫy Dành cho các thí sinh Khi các bạn làm bài thi TOEIC Part 2 Đôi khi để thi sẽ có sử dụng Những từ tương đương với nhau hoặc là giống với nhau hoặc phát âm giống nhau để gây nhiễu cho thí sinh và nếu như các bạn uh, bị nhiễu bởi thông tin đó và không tập trung vào thông tin cần hỏi thì các bạn sẽ chọn sai đáp án và chuyện này đang xảy ra đối với bạn uh, uyên là uyên đã nghe thấy từ dentist và được uyên thấy từ dental với từ dentist uh, có nét giống nhau uh, tuy nhiên đáp án chính xác lại phải là one of our patients vì người ta hỏi là ai là người yêu cầu Vừa rồi chúng ta đã có phần thử thách rất vui dành cho hai vị khách mời. À, bây giờ tôi sẽ bắt đầu bài giảng của mình và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các dạng câu hỏi WH question, factual questions. Câu hỏi WH questions là một dạng câu hỏi hay gặp nhất trong số 30 câu hỏi mà các bạn gặp trong part 2 TOEIC test. Ngoài ra chúng ta còn gặp sáu dạng câu hỏi nữa cụ thể là câu hỏi yes no questions uh, câu hỏi đuôi hay còn gọi là tag questions uh, câu hỏi lựa chọn trong tiếng anh gọi là choice questions và câu hỏi được đặt trong câu hỏi khác và dạng câu hỏi này trong tiếng anh các bạn gọi nó là embedded questions ngoài ra là câu hỏi để gợi ý để yêu cầu và trong tiếng anh chúng ta gọi là suggestions or requests và một dạng rất hay gặp nữa tuy không hoàn toàn là câu hỏi nhưng nó cũng xuất hiện ở trong các dạng câu hỏi của uh, questions and response part 2 toic test đó là câu trần thuật hay còn gọi là statements bây giờ chúng ta sẽ cùng nhắc lại những thông tin cụ thể hơn thông qua các ví dụ của bảy dạng câu hỏi này các bạn nhé chúng ta bắt đầu với ví dụ đầu tiên dành cho dạng câu hỏi thông tin à, các bạn sẽ có ví dụ ở trên bảng như sau when is sophia arriving at the station A, we need one more translator. B, she didn't tell me. C, the train runs every five minutes. Các bạn nghe thấy trong ba phương án lựa chọn, phương án A có nhắc đến more translator. Sang lựa chọn B, các bạn thấy có she didn't tell me, cô ấy không nói với tôi đúng không? Và lựa chọn C, the train runs every 5 minutes. Có nhắc đến thời gian là every 5 minutes, 5 phút có một chuyến, nhưng đáp án chính xác ở đây phải là B, she didn't tell me, bởi vì câu hỏi là khi nào thì cô ấy đến nhà ga. Vì vậy chúng ta thấy thông tin là cô ấy không nói cho người nghe biết, vì vậy các bạn sẽ khoanh vào phương án B là phương án lựa chọn là đáp án cho câu này các bạn nhé. Chúng ta chuyển sang ví dụ số 2 dành cho dạng câu hỏi số 2 là yes no questions như sau. Mời các bạn nhìn lên bảng. Did you hear about the John's retirement? Trong câu này các bạn thấy họ có sử dụng did là một trợ động từ đảo lên trước chủ ngữ và chính vì vậy khi trả lời chúng ta chỉ có thể trả lời là yes hoặc là no cho câu hỏi đảo này. Tương ứng các bạn sẽ nghe thấy ba phương án lựa chọn như sau. A. I haven't heard yet. B. He has been working here for more than 20 years. C. Yes, he looks very tired. Trong câu này các bạn nghe thấy C có yes, he looks very tired là một câu trả lời yes nhưng nó lại không phải là câu trả lời cho câu hỏi yes no questions vì trên thực tế đây không phải là câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi mà uh, chúng ta đưa ra trong tình huống này. Vậy theo các bạn đáp án lựa chọn ở đây phải là gì? Chắc chắn rồi, đáp án lựa chọn ở đây là đáp án A. I haven't heard yet. Câu hỏi là bạn đã nghe thấy hay bạn đã nghe người ta nói về chuyện ông John ông nghỉ hưu chưa? Và với ba phương án lựa chọn tương ứng, A nói rằng tôi chưa nghe thấy, B nói rằng ông ấy đã làm việc ở đây hơn 20 năm rồi, nhưng C thì nói là ừ, trông ông ấy có vẻ mệt đấy. Và trên thực tế với lựa chọn C, các bạn nghe thấy he's tired. Tired ở đây là một cái từ có vẻ như phát âm hơi giống với retirement. Và đây là bẫy dành cho thí sinh. Alright, chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ dành cho dạng câu hỏi số 3 các bạn nhé. This report looks pretty impressive, doesn't it? À, có vẻ rất quen thuộc với các bạn đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thấy có cái đuôi lấy lại là doesn't it? À, thông thường với các câu hỏi đuôi thì chúng ta sẽ thấy phần đầu là khẳng định thì phần đuôi là phủ định, mà phần đầu là phủ định thì phần đuôi là khẳng định. Và trong tình huống này khi các bạn trả lời những câu hỏi questions and response tức là hỏi và đáp thì các bạn nên xác định được là thông tin ở đây họ hỏi mình với mục đích gì. Và bây giờ mình sẽ cùng nghe ba phương án lựa chọn cho câu hỏi này các bạn nhé. A, I'm just browsing. B, tomorrow morning looks good. C, yes, they've done a good job. Câu hỏi ở đây là This report looks pretty impressive, doesn't it? Tức là hỏi về đối tượng là This report đúng không? Cái bản báo cáo này trông khá là ấn tượng đấy nhỉ. Thì trong các câu trả lời các bạn nên nghe thấy xem thông tin nào để nói là đồng ý là nó ấn tượng, đồng ý nó là tốt, đồng ý nó là chấp nhận được hay là phủ nhận điều đó là không, không đồng ý. Thì các bạn thấy có phương án B là phương án duy nhất mà chúng ta có thể lựa chọn được thể hiện cái sự đồng tình ở đây là yes, they've done a good job và chúng ta sẽ chuyển sang một ví dụ điển hình nữa dành cho dạng câu hỏi tiếp theo đó là câu hỏi lựa chọn trên thực tế thì đối với các thí sinh câu hỏi lựa chọn là một dạng câu hỏi khá là khó khăn bởi vì trên thông tin nó sẽ dài hơn một chút câu hỏi thường dài hơn một chút vì họ sẽ đưa ra những lựa chọn cho các thí sinh và khi mình nghe thì mình cũng phải chú ý xem là à đến câu trả lời thì mình nên uh, chọn cái phương án nào để thể hiện sự lựa chọn ở trong câu trả lời đó chúng ta sẽ nhìn vào ví dụ sau này Do we have enough machines or should I order some more? Nghĩa là gì nhỉ? À, chúng ta đã có đủ máy móc chưa? Hay là tôi cần phải hay là tôi nên uh, đặt hàng thêm một vài máy móc thiết bị nữa. Vậy thì trong câu trả lời chúng ta cần nghe xem là người ta sẽ nói là đã đủ hay chưa, hoặc là có cần thêm thiết bị hay không. À, bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe ba phương án lựa chọn các bạn nhé. A, I can operate the machine. B, We still have plenty. c. To save some money. trong ba phương án này thì cũng là một cái bẫy quen thuộc dành cho các thí sinh khi làm part 2 là người ta có nhắc đến một từ giống như trong câu hỏi ở trong phương án a là từ machine à, với phương án mà có nhắc lại như vậy thì các bạn cũng không nên lựa chọn ngay các bạn nhé bởi vì hoàn toàn nó có thể là một cái bẫy dành cho các bạn trong phương án lựa chọn tiếp theo các bạn thấy có we still have plenty chúng ta còn nhiều lắm lúc nãy tôi có gợi ý với các bạn là khi mình nghe thấy câu hỏi là mình đã có đủ máy móc chưa và mình có nên là đặt hàng thêm hay không thì mình nên nghe xem trong câu trả lời họ nói là có đủ chưa thì chính trong câu b này họ đã đưa ra thông tin này cho chúng ta tức là chúng ta vẫn còn nhiều lắm khi mình nghe tiếp đến c thì người ta nói là to save some money để uh, tiết kiệm một ít tiền vậy là không hề liên quan gì đến việc là uh, có đủ máy móc hay chưa đúng không ạ Vậy thì chúng ta sẽ chọn được ngay đáp án cho câu hỏi này là B. Chúng ta vẫn còn nhiều lắm. Alright right. Dạng câu hỏi số 5 là dạng câu hỏi nằm trong câu hỏi khác, tức là họ sẽ nhúng một câu hỏi khác vào trong một câu hỏi lớn hơn. Chúng ta có thể nhìn vào ví dụ cụ thể này. Do you know who organized the conference? Vậy câu hỏi đây là do you know. Bạn có biết không? Và biết thông tin gì thì chính là cái thông tin mà họ nhúng vào trong câu hỏi này who organized the conference? Ai là người tổ chức sắp xếp cái sự kiện hội thảo này. Vậy các bạn cùng lắng nghe ba phương án lựa chọn như sau. A. The manager did. B. starting on Wednesday. C. about new software. Vậy chúng tôi vừa phân tích với các bạn là trong câu hỏi là who đúng không ạ? Ai là người tổ chức thì chúng ta sẽ nghe phương án lựa chọn xem phương án nào chỉ ra ai là người tổ chức chứ không phải là à nó tổ chức ở đâu nó bắt đầu khi nào hay là nó về vấn đề gì vì vậy ngay khi nghe ba phương án lựa chọn các bạn dễ dàng chọn được phương án đầu tiên là a the manager did chính là đáp án cho câu này Alright, bây giờ mình sẽ chuyển sang dạng câu hỏi số 6 các bạn nhé. À, dạng số 6 là một dạng câu hỏi được đưa ra để đề xuất, để gợi ý. Và trong ví dụ hôm nay tôi sẽ cho các bạn là một ví dụ bắt đầu bằng Y này. Why don't we go over the research results next? ở trong trường hợp này các bạn thấy có uh, câu hỏi bắt đầu bằng why nhưng mà nó là để gợi ý chứ không phải đưa ra lý do tại sao quay lại với mục đích của người hỏi họ muốn uh, đề xuất một cái việc gì đó tại sao chúng ta không làm gì nhỉ tức là gợi ý rằng là mình hãy cùng làm gì đó đi và trong ba lựa chọn các bạn sẽ nghe thấy tương ứng như sau a sounds great b yes she did C usually once a year. Ở trong ba phương án này thì các bạn thấy có phương án đầu tiên là nhận xét về cái lời đề xuất gợi ý đó. Sounds great. Ồ oh, hay quá, ý kiến hay đấy nhỉ. Nhưng phương án B các bạn nghe thấy lại nói là yes, she did. Ừ cô ấy đã làm như vậy đấy. Mà trên câu hỏi mình không hề nhắc gì đến she đúng không ạ? Vậy chúng ta có thể loại luôn được B. Sang phương án C usually once a year thường là chỉ một lần một năm thôi trong phần này thì họ lại nhắc đến tần suất thực hiện một việc gì đó chứ hoàn toàn không hề có cái ý kiến gì nhận định gì đối với cái lời đề xuất gợi ý kia thông thường đối với các dạng câu hỏi hồi đáp thì bài thi cho test sẽ kiểm tra khả năng phản hồi lại một lời đề xuất hoặc là một lời gợi ý trong dạng câu hỏi này của các bạn Vậy thì thông thường khi mình nghe thấy một lời đề xuất, một lời gợi ý thì mình thường sẽ như thế nào nhỉ? À mình sẽ đồng ý, mình sẽ chấp nhận, mình sẽ khen ngợi cái ý tưởng, cái lời đề xuất của người ta đúng không? Như vậy chắc chắn là chúng ta chỉ nên chọn A là đáp án chính xác thôi Sounds great, nhận xét luôn, ồ hay đấy, tức là thể hiện sự đồng tình rồi Alright Rồi mình sẽ cùng nhau chuyển sang dạng tiếp theo trong 7 dạng câu hỏi xuất hiện trong part 2 ở dạng này thì nó không phải không hoàn toàn là một câu hỏi như tôi đã nói với các bạn nó là một câu trần thuật nhưng câu trần thuật này lại mang ý là để giao tiếp vì vậy nó được xếp trong các câu hỏi hỏi và trả lời vì thế nên là người ta sẽ đưa ra một câu nói và cần sự đáp lại từ phía người nghe cụ thể chúng ta đi vào ví dụ sau nhé I haven't ordered refreshments for Tom's retirement party yet khi các bạn nghe thấy câu này là một câu statement rồi vì nó không hề có ý hỏi ở đây đúng không vậy là mình đã định vị xác định trong đầu mình là đây là một câu hỏi uh, ở dưới dạng là câu trần thuật vậy thì các bạn sẽ cần phải lắng nghe cái key thông tin chính ở đây là gì à nhắc đến một ai đó là ai là tôi đúng không haven't ordered vẫn chưa làm một việc gì đó ở đây là order the refreshments tức là chưa đặt đồ ăn cho một cái buổi tiệc nào đó Đấy, chúng ta có nghe thấy từ party ở cuối vậy thì mình cũng sẽ phải nghe xem trong ba phương án lựa chọn cho dạng câu trần thuật này sẽ có phương án nào thể hiện quan điểm của người nghe khi hồi đáp lại với cái câu nói của người người vừa nói chúng ta sẽ nghiên cứu ba cái lựa chọn ở đây để xem nó nên chọn phương án gì này A it was a lovely party B I can help you with it if you want C the food there Is so fresh. À, các bạn nghe thấy A có một cái từ là party đúng không? Cũng nhắc đến cái từ party. Vậy giống như những lưu ý tôi vừa nói với các bạn là nếu như mà thấy người ta nhắc lại cái từ giống như trong câu hỏi là mình phải question ngay, mình phải nghi vấn ngay, mình sẽ không lựa chọn ngay nhá. Còn xét đến phương án B khi mình nghe thấy người ta có thể nói là I can help you with it if you want. Tôi có thể giúp bạn việc đó nếu như bạn muốn. À lời trên anh này nói Ôi tôi chưa tôi chưa kịp đặt đồ ăn cho bữa tiệc đấy rồi Thì anh kia phản hồi lại là Ơ thì để tôi giúp bạn đúng không? Tôi có thể giúp bạn nếu bạn muốn Vậy đây là một cái câu đáp lại rất phù hợp Khi xét đến phương án C Thì các bạn cũng thấy có một cái từ gì đó Hoặc một cụm gì đó Được phát âm hơi giống với từ hoặc cụm Ở trong câu hỏi là The food there is so fresh có fresh gần giống với refreshments ở trong câu hỏi đúng không? Vậy thì mình cũng phải nghi vấn ngay. Khi các bạn đặt cả ba cái phương án đó để lựa chọn thì chắc chắn là các bạn sẽ chọn ngay phương án B. Và đây cũng là một lưu ý mà tôi sẽ nhắc đến kỹ hơn ở trong bài học này dành cho dạng câu hỏi WH questions mà các bạn cần nhìn thấy được khi mình xử lý dạng câu hỏi này trong bài thi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết bảy dạng câu hỏi WH questions các bạn nhé. 7 loại câu hỏi WH questions mà chúng ta hay gặp là những câu hỏi bắt đầu bằng 7 từ đề hỏi khác nhau. Chúng ta dễ dàng có thể thống kê lại ở trong đầu của mình 7 từ đề hỏi này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với từ đề hỏi đầu tiên là who. Đối với who, các bạn sẽ có 5 cách trả lời cho câu hỏi này. Thông thường who là để hỏi cho ai, đúng không? Và trong các câu trả lời sẽ thường tương ứng những thông tin gì? dạng thông tin thứ nhất các bạn có thể gặp chắc chắn là tên riêng tên của một ai đó đúng không tôi lấy ví dụ như sau who has a copy of the report ai là người nắm cái bản photo hay bản sao của cái bài báo cáo này vậy nếu như các bạn muốn nghe được câu trả lời thì trong ba phương án các bạn sẽ nghe nếu như phương án nào có tên riêng của cái người nào đó thì các bạn hãy chọn tôi có thể lấy ví dụ à, các bạn có thể trả lời theo hai cách này có thể là Mr. Kim. Ông Kim, đúng không? Ngắn gọn thế thôi cũng chính là câu trả lời cho who. Hay là Maria from the sales department. Cô Maria từ phòng kinh doanh là người nắm cái gọi là copies of the report. All right. Trường hợp số 2, câu trả lời cho câu hỏi who có thể có thông tin là một đại từ nhân xưng thường làm chủ ngữ. Chúng ta có thể lấy ví dụ như sau. Who's in charge of ordering office supplies? Vậy nếu như trong ba phương án lựa chọn có một phương án đưa ra một đại từ nhân xưng trong các đại từ như I, you, we, they, he, she thì đấy là những những đối tượng những, những đại từ nhân xưng chỉ người. Đấy, hoặc là chỉ, chỉ đối tượng thực hiện hành động hay còn gọi là chủ ngữ. Ví dụ tôi có câu trả lời như sau. I usually take care of it. Tôi thường là người uh, chịu trách nhiệm về mảng này. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp đến dạng hoặc là cách trả lời thứ ba cho câu hỏi who khi chúng ta nhắc đến phòng ban các cơ quan trong một cái tổ chức cụ thể chúng ta có thể có một cái câu hỏi như thế này who should I talk to about arranging the conference who should I talk to khi các bạn nghe là ngay lập tức mình phải catch được ngay, nắm được ngay, bắt được ngay cái thông tin là who, câu hỏi who. Vậy thì mình sẽ nghe trong phần trả lời. Nếu như các bạn gặp một phương án lựa chọn nào đó mà có thông tin sau này uh, call the human resources department, hãy gọi cho phòng quản lý nhân sự như vậy tức là họ nhắc đến cái người mà gọi là in charge of một cái việc gì đó đúng không hay là the maintenance department đúng không ạ cũng nhắc đến một cái department vậy khi các bạn nghe được một câu hỏi cần tìm thông tin xem cần gặp ai để xử lý việc gì mà trong ba phương án các bạn nghe thấy có nhắc đến department là một phòng ban nào đó thì các bạn hãy ưu tiên lựa chọn phương án này cách trả lời thứ tư dành cho câu hỏi who câu hỏi về ai là người làm gì là một câu trả lời có chứa thông tin chỉ chức vụ nghề nghiệp của một ai đó các bạn thử là nghe câu hỏi sau nhé who spoke with the client ai là người nói chuyện với khách hàng ai là người tiếp khách hàng. Vậy client là nhắc đến khách hàng, tức là chúng ta hiểu là trong môi trường công việc, nếu như chúng ta nghe thấy ba phương án lựa chọn có phương án nào nhắc đến chức vụ công việc của một ai thì chúng ta lựa chọn ngay. Ví dụ, his secretary là thư ký của của anh ta hay là the project manager did. Đúng không? Tức là người quản lý dự án làm việc đó. Dạng số 5 sẽ là dạng câu trả lời gián tiếp cho các câu hỏi này. À, trên thực tế thì các bạn sẽ hơi khó phân biệt một chút các phương án lựa chọn khi nghe đến những câu hỏi mà có sử dụng câu trả lời gián tiếp. Nhưng nếu có câu trả lời gián tiếp thì thường nó chính là đáp án cho những câu mà các bạn đang phải tìm. À, cụ thể chúng ta có thể nhìn vào một ví dụ với Who như sau: Who paid for the delivery? Ai là người trả tiền cho việc vận chuyển? Có thể trong 3 phương án các bạn nghe thấy thì có hai phương án không hề đề cập đến thông tin gì về người nào hay ai làm gì cả mà chúng ta lại nghe thấy một câu như sau No one has done it yet Không có ai từng làm việc đó cả Và đây chính là đáp án các bạn nhé Vậy chúng mình sẽ cùng nhau thực hành với một câu bài tập sau đây Who wrote the sales report? A. Mr. Decker, I believe B. Usually at 7am C. At the post office khi các bạn nghe câu hỏi này, các bạn sẽ thấy từ đề hỏi là who, tức là câu hỏi muốn hỏi xem ai là người thực hiện một việc gì đó. Trong ba phương án lựa chọn, các bạn thấy A có nhắc đến một cái tên riêng là Mr. Decker, ông Decker. Nhưng phương án B thì các bạn lại nghe thấy là usually at 7am, tức là nhắc đến thời gian, không hề có thông tin gì đến người cả. And C at the post office là một địa điểm ở bưu điện. Như vậy chúng ta dễ dàng chọn được phương án chính xác là A. Hey, Mr. Decker, I believe. Từ đề hỏi tiếp theo là where. Với where, chúng ta cũng sử dụng nó để đặt câu hỏi tìm kiếm thông tin, nhưng không phải là về ai nữa, mà là ở đâu, hỏi cho nơi trốn. Với câu hỏi where, chúng ta sẽ có 3 cách trả lời cụ thể như sau. Cách số 1, câu trả lời có các cụm từ chỉ địa điểm, nơi trốn. Và các bạn đặc biệt chú ý tới các giới từ đi với các địa điểm nơi trốn khác nhau trong các câu trả lời này. Cụ thể chúng ta lấy ví dụ trong câu hỏi Where can I buy a new desk? Vậy chúng ta cần nghe trong câu trả lời có phương án nào chỉ ra một cái địa điểm nào không? Các bạn thấy một keyword nữa là buy và new desk là mua một cái gì đó. Vậy trong câu trả lời chúng ta cũng cần nghe thấy xem có từ nào liên quan đến cửa hàng hay là một cái địa điểm mua sắm nào không? và nếu như các bạn nghe thấy câu sau There is a shop across the street thì hãy chọn câu này bởi trong câu này các bạn có nghe thấy a shop đúng không ạ bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cách trả lời thứ hai cho câu hỏi where trong cách trả lời thứ hai này các bạn có thể gặp những câu trả lời có xuất hiện tên người này hoặc là chức danh công việc chúng ta có thể có câu hỏi như sau Where can I find the stapler tôi có thể tìm thấy cái gì ở đâu Vậy thì nếu như trong câu hỏi bạn nghe thấy người ta chỉ ra một địa điểm hoặc là thậm chí là việc là bạn muốn tìm gì đó thì hãy hỏi ai đó. Thì đó cũng là một cách trả lời cho câu hỏi Where can I find something? Cụ thể chúng ta có thể gặp hai câu trả lời như sau là phù hợp này. Ask the purchasing manager hoặc Miss Wang borrowed it yesterday. Cách trả lời thứ ba cho câu hỏi Where là một cách trả lời gián tiếp à, đối với tất cả các câu hỏi WH questions thì các bạn vẫn thường sẽ gặp phải một số câu hỏi gián tiếp và đây là những câu khó cụ thể với câu hỏi Where khi người ta hỏi Where are you going for your holiday bạn sẽ đi nghỉ ở đâu vậy thì họ lại nói rằng ừ, chúng tôi vẫn chưa quyết định có nghĩa là chưa biết đi đâu cả thì có thể bạn sẽ gặp câu trả lời là We haven't decided yet đó vậy đây vẫn là câu trả lời cho câu hỏi where này các bạn nhé. Và sau khi chúng ta đã tìm hiểu ba cách trả lời cho câu hỏi where, chúng ta sẽ cùng nhau thử làm một câu bài tập thực hành sau. Where is the closest train station to the office? A. There is one across the street. B. We will meet at the station. C. It opens at 9 o'clock in the morning khi các bạn lắng nghe câu hỏi thì các bạn sẽ cần nắm được những keywords tức là những từ khóa để mình nắm bắt thông tin mình cần tìm cho câu trả lời cụ thể trong câu hỏi này các bạn sẽ thấy các từ khóa là where closest train station có nghĩa là nhà ga tàu hỏa gần nhất là ở đâu vậy chúng ta có phương án đầu tiên there is one across the street có một cái ở bên kia con phố Mới nghe thoáng qua như vậy thôi là ta đã biết đáp án chính xác là đáp án A rồi, đúng không nào? Nghe đến phương án B thì We will meet at the station. Chúng ta sẽ gặp ở nhà ga nhé. Chỗ này họ nhắc lại từ station và đây vẫn là một lưu ý của tôi với các bạn là nếu như nghe thấy từ quen hoặc là lặp lại từ ở cái câu hỏi thì chúng ta có thể loại đáp án này. Vì đây là một cái bẫy thôi, đúng không ạ? And C, it opens at 9 o'clock in the morning. Nó sẽ mở cửa vào lúc 9 giờ sáng. Như vậy nó là về thời gian, nó không phải về địa điểm và nó là không phải là thông tin mà tôi đang đang cần tìm. Alright, vậy chốt lại chúng ta vẫn chọn phương án A là đáp án chính xác cho câu hỏi này. Ok? Giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang dạng câu hỏi tiếp theo là câu hỏi bắt đầu bằng when. À, thông thường thì với câu hỏi when chúng ta sẽ gặp trung bình là 2 đến 3 câu trong tổng số 30 câu hỏi của part 2 trong bài thi TOEIC. Và với câu hỏi when thì chúng ta cũng à, thường sử dụng để hỏi những thông tin rất cụ thể là về thời gian đúng không ạ? Khi nào một chuyện gì đó xảy ra, khi nào một ai đó làm gì đó hoặc có dự định thực hiện một việc gì đó. Đối với câu hỏi when, chúng ta sẽ có bốn cách trả lời thông dụng như sau. Cách trả lời thứ nhất là khi chúng ta gặp các cụm từ chỉ thời gian hoặc là các giới từ đi với các cụm từ chỉ thời gian. Chúng ta lấy ví dụ trong câu hỏi when như sau. When is the proposal due? Và các bạn nghe thấy keywords ở đây là when, proposal, due. Vậy khi trả lời, các bạn cần phải nghe thông tin liên quan đến khi nào, vào thời gian nào, bao nhiêu lâu nữa thì việc đó sẽ xảy ra. Vậy hoàn toàn chúng ta có thể chọn phương án có những thông tin sau. In an hour, khoảng một tiếng nữa, hoặc là tomorrow morning. Trong hai phương án này, thì các bạn thấy nó đều là đáp án chính xác cho câu hỏi này vì in an hour là một cụm có sử dụng giới từ in và đi với một khoảng thời gian là an hour đúng không và nó thể hiện là một tiếng nữa thì chuyện đó sẽ xảy ra hoặc là tomorrow morning cũng là một cụm từ chỉ thời gian rất rõ ràng rất cụ thể sang cách trả lời thứ hai là khi các bạn gặp một cái câu trả lời có ngày cụ thể Đấy, có ngày cụ thể chúng ta lấy ví dụ như sau này When did Miss Jennings send the fax? Khi nào thì cô Jennings gửi cái fax này đi? Chúng ta có thể có những câu trả lời như sau. Last Thursday. Thứ năm tuần trước, đúng không ạ? Vì câu hỏi đang là when did? Khi nào cô ấy đã làm gì? Đó. Hay chúng ta có thể nghe thấy câu trả lời là earlier today. Từ sớm hôm nay rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang một cách trả lời nữa là khi các bạn có chứa các tháng này hay những thông tin về năm cụ thể ở trong các câu trả lời. Chúng ta có thể có câu hỏi sau. When will the new factory open? When will the new factory open? Vậy lúc nãy chúng ta thấy trong câu hỏi có when, có did thì bây giờ là when will. Vậy là thời gian đã thay đổi. Và chúng ta có thể có phương án đúng cho câu hỏi này như sau. On the first of October. Vào ngày mùng 1 tháng 10, một thời gian rất cụ thể, đúng không ạ? có ngày có tháng and at the end of next month cuối tháng sau vậy vẫn là một thời gian trong tương lai đúng không ạ alright nhóm uh, cách trả lời thứ tư mà các bạn sẽ gặp đó là các câu hỏi mà các bạn có sử dụng các liên từ này hoặc là các trạng từ chỉ thời gian à, chúng ta có thể có câu hỏi uh, ví dụ như sau when did mr john leave khi nào thì ông john rời đi vậy các bạn có thể gặp liên từ trong câu trả lời là before lunch. Đúng không ạ? Là trước bữa trưa or after dinner, sau bữa tối. Đó là những liên từ chúng ta sử dụng với các mốc thời gian để trả lời cho câu hỏi này. Hoặc các bạn có thể gặp những câu trả lời như sau. A week ago. Từ một tuần trước rồi. Hoặc các bạn có thể dùng một cái câu trả lời khác để trả lời cho câu hỏi này. Có thể chúng ta không hề nghe thấy thông tin gì là ngày, là tháng, là thời gian cả mà người ta dùng một cái từ để chỉ thời gian là soon I think sớm thôi hay là mới mà đó bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thực hành cho dạng câu hỏi when các bạn nhé tôi vẫn sẽ đọc câu hỏi và ba phương án lựa chọn để các bạn lắng nghe và chọn ra đáp án chính xác chúng ta bắt đầu nhé when were these accounting files filed a this morning b it is shorter than this one c over there in the cabinet các bạn lựa chọn phương án gì chắc chắn rồi chúng ta sẽ lựa chọn phương án a vì a chỉ thời gian đúng không ạ this morning sáng nay trong câu hỏi này khi nghe các bạn sẽ chú ý đến keywords là when khi nào khi nào một cái thứ gì đó đã được làm gì hoặc một việc gì đã xảy ra vậy là một việc trong quá khứ đúng không ạ khi chúng ta nghe đến ba phương án thì phương án đầu tiên là đáp án chính xác luôn This morning là mới sáng nay thôi. Nhưng phương án số 2 là it is shorter than this one. Nó ngắn hơn cái này. Vậy người ta không hề yêu cầu bạn so sánh mà người ta cần bạn đưa ra thời gian. Vậy chúng ta không chọn B. Còn phương án C, người ta nói rằng over there in the cabinet. Ở đằng kia kìa, ở trong cái tủ kia kìa. Mà tôi đâu có hỏi về nơi trốn đúng không ạ? Câu hỏi ở đây là when. Vì vậy các bạn chỉ có thể chọn A là phương án chính xác thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dạng câu hỏi tiếp theo bắt đầu bằng từ để hỏi là what. What rất là quen thuộc với các bạn, thông thường what đứng một mình chúng ta hiểu nó là cái gì, là gì. Nhưng trong những tình huống hỏi cụ thể thì nó sẽ đi kèm với các từ khác để tạo ra những nét hỏi cụ thể hơn, tương ứng với các dạng câu hỏi khác nhau này, chúng ta cũng sẽ có những cách trả lời khác nhau. À, cụ thể tôi liệt kê cho các bạn 5 cách trả lời đối với câu hỏi what. Chúng ta đi vào cách trả lời cho câu hỏi What ở dạng đầu tiên Là khi các bạn được hỏi về giá cả Chúng ta thể gặp câu hỏi như sau What's the delivery charge? Và câu trả lời thường nhắc đến giá cả Cụ thể là 5 dollars per package 5 dollars Rất là rõ ràng đúng không ạ? 5 đô Cách trả lời số 2 cho câu hỏi What Là khi các bạn được hỏi về ý kiến, về quan điểm Thì trong câu trả lời mình cũng đưa ra quan điểm, đưa ra ý kiến của mình Cụ thể, có thể các bạn gặp câu hỏi như sau. What do you think of our new manager? Bạn nghĩ gì về vị quản lý mới của chúng tôi? Chúng ta có thể có câu trả lời tương ứng cho câu hỏi đầu tiên như sau. She seems very professional. Cô ấy có vẻ rất là chuyên nghiệp. Và đây là một câu trả lời đưa ra quan điểm, nhận xét của bạn đối với the new manager. Trường hợp thứ ba là khi các bạn trả lời cho câu hỏi what để đưa ra thông tin về thời gian, Chắc chắn câu hỏi sẽ là hỏi về thời gian, đúng không ạ? Với what như là what time. Vậy chúng ta có câu hỏi là What time is the meeting supposed to begin? Khi nào thì buổi gặp được bắt đầu? Ví dụ chúng ta có thể nghe được câu trả lời như sau. It starts at 3 o'clock. Vậy khi nghe thấy 3 o'clock, các bạn phải chọn ngay. Phương án này là phương án đúng. Alright? right. Trường hợp thứ tư là khi các bạn được hỏi về màu sắc. Vậy khi được hỏi về màu sắc thì mình cũng trả lời trong câu hỏi có thông tin về màu sắc. Các bạn có thể gặp câu hỏi như sau. What color would you like for the carpet? Họ hỏi về màu sắc mà bạn thích, bạn muốn cho cái thảm của mình đúng không ạ? Vậy thì bạn nên nghe xem trong các câu trả lời, câu nào có chỉ ra màu sắc cụ thể. Và hoàn toàn bạn có thể gặp câu trả lời như sau. I prefer brown. Tôi tôi thích màu nâu hơn. Mặc dù tôi không nói rõ là I would like Brown. Đó cũng là câu trả lời chính xác rồi. Alright. Trường hợp tiếp theo là khi các bạn được hỏi uh, một câu hỏi bắt đầu bằng what cho thông tin là về thời tiết cụ thể như sau. What's the weather forecast for tomorrow? Thời tiết ngày mai sẽ thế nào nhỉ? Khi các bạn nghe các bạn sẽ thấy keywords là what, weather forecast, tomorrow. Đó. Vậy thì khi lắng nghe ba phương án lựa chọn mình phải xem trong lựa chọn nào có thông tin về thời tiết. Vậy có thể bạn sẽ nghe thấy một phương án đúng như sau. It's going to be cloudy. Bạn thấy có going to be. Vậy là một cái thời gian được đưa đến là trong tương lai, đúng không ạ? Và sau đó kết câu bạn nghe thấy cloudy là nhiều mây là một hiện tượng thời tiết rồi, vậy chắc chắn đó chính là phương án mà bạn cần lựa chọn. Bây giờ để làm rõ hơn phần kiến thức này, chúng ta sẽ thử làm một ví dụ tiếp theo. What is the price of these classes? A hey. They are $90. B. Yes, I'll attend the class. C. The first prize. Khi bạn nghe thấy câu hỏi này thì bạn sẽ chú ý ngay đến keywords là là what, đúng không ạ? Và the prize. Và còn một keywords nữa là gì ạ? Đúng rồi, the classes. Và trong ba phương án lựa chọn bạn nghe thấy ngay phương án A có 90 dollars. 90 đô la. Và đó chính là phương án chính xác. Ok. Dạng câu hỏi WH question tiếp theo mà các bạn sẽ tìm hiểu với tôi là câu hỏi how. Và đối với câu hỏi how, các bạn sẽ gặp 6 dạng câu hỏi khác nhau và tương ứng với đó là 6 cách trả lời. Câu hỏi thứ nhất là how hỏi cho phương tiện giao thông. How are we going to the hotel? Chúng ta sẽ đi đến khách sạn bằng phương tiện gì? Vậy trong các câu trả lời, các bạn cần nghe được thông tin nói đến phương tiện giao thông là gì? Cụ thể có thể là by taxi, by shuttle, by bus, vân vân. Và nhóm câu hỏi số 2 các bạn sẽ gặp với how là hỏi về cách thức về phương thức làm việc thực hiện một việc gì đó. Cụ thể là how can i turn off the machine? Và các bạn có thể gặp phương án lựa chọn đúng phải là press that button dạng câu hỏi tiếp theo với how các bạn có thể gặp là câu hỏi về một trạng thái một điều kiện nào đó cụ thể là how is your new job thì khi trả lời chúng ta cũng đưa ra thông tin là tốt hay là không tốt khỏe hay là không khỏe vậy bạn có thể trả lời cho câu hỏi đầu tiên như sau it's going well so far hiện nay thì hoặc là cho tới nay thì tôi thấy nó vẫn ổn tiếp theo chúng ta có thể gặp câu hỏi how trong trường hợp là hỏi về thời gian bao lâu đúng không ạ How long? How long will you be away? Bạn sẽ đi xa bao lâu? Như vậy hỏi bao lâu thì trong câu trả lời chúng ta cần phải chọn phương án nào có khoảng thời gian để trả lời cho nó. Vậy các bạn có thể gặp câu trả lời chính xác là for two days. Các bạn thường sẽ gặp câu trả lời bắt đầu bằng for hoặc là about, sau đó là một khoảng thời gian two days, two weeks, uh, ten days, a month, a year, vân vân. Nhóm câu hỏi tiếp theo các bạn có thể gặp là câu hỏi về số lượng đúng không ạ? Hoặc là hỏi về tiền tệ. Chúng ta có thể đi vào một ví dụ cụ thể như sau. How many people are attending the awards dinner? Câu hỏi how many people có bao nhiêu người? Vậy câu trả lời sẽ là một con số cụ thể đúng không ạ? About 100, khoảng 100 người. Hoặc đối với câu hỏi how much, chúng ta có ví dụ sau. How much time do you spend reading this book? vậy chúng ta cũng cần một từ gì đó để nói về khoảng thời gian ở đằng sau trong câu trả lời chính xác có thể là About three hours đúng không ạ trường hợp thứ hai chúng ta có thể sử dụng How much để hỏi về tiền trong câu hỏi How much is the shirt vậy trong câu trả lời cho câu hỏi How much các bạn cũng cần nghe được thông tin về tiền đúng không ạ một con số hoặc là một đơn vị tiền tệ có thể là 30 dollars Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến một câu hỏi về how ở trong phần luyện tập. How will you get to the train station? A. I will get it. B. by taxi. C. yes tonight. Khi tôi hỏi how will you get somewhere đúng không ạ? Bạn sẽ đi đến đâu đó bằng phương tiện gì thì chắc chắn trong câu trả lời các bạn cũng cần nghe được phương tiện và trong ba phương án mà các bạn nghe thấy thì có phương án B by taxi là chỉ ra phương tiện đi bằng taxi vậy chắc chắn các bạn hãy chọn phương án B là phương án đúng nhé. bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nhóm câu hỏi tiếp theo bắt đầu bằng từ đề hỏi là why với why các bạn thấy rất nhiều trường hợp mà chúng ta có thể trả lời bằng cách là đưa ra lý do đưa ra thậm chí là mục đích người ta thực hiện một việc gì đó đúng không ạ? và để chỉ ra lý do bạn thực hiện một việc gì đó bạn sẽ bắt đầu câu trả lời của mình với because hoặc because of. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một số câu hỏi cho phần why này. Why is the delivery late? Và câu trả lời sẽ là because they had the wrong address. Hoặc câu hỏi là Why is it so loud next door? Và câu trả lời có là because of the renovations. Một cách trả lời tiếp theo dành cho câu hỏi Why là khi các bạn muốn đưa ra câu trả lời để ngụ ý là uh, muốn làm một việc gì đó. Cụ thể chúng ta có thể đặt câu hỏi như sau. Why did Miss Hobbs bring her suitcase? Tại sao cô Hobbs lại mang theo cái vali quần áo của mình? Vậy trong trường hợp này, bạn sẽ chỉ ra một cái ý đồ, một cái ý định nào đó của cô này khi cô ấy làm việc đó bằng cách bạn đưa ra câu trả lời như She's going to Japan. Cô ấy sẽ đi Nhật Bản. Hay vì là sắp đi Nhật Bản nên là cô ấy mới mang theo cái vali hành lý này. Hoặc trong tình huống khác các bạn có thể gặp câu hỏi là Why did Mr. Kutcher call reception? Và câu trả lời tương ứng sẽ là He needed directions to the airport. Tại sao anh ấy lại làm việc này? Bởi vì anh ấy có mục đích là muốn, đúng không ạ? Là cần chỉ dẫn để đi ra sân bay. Alright. Và trong tình huống tiếp theo, các bạn sẽ có những câu trả lời tương ứng cho câu hỏi why ở dạng là to verb. Tức là cũng là chỉ mục đích nhưng không phải ở dưới dạng mệnh đề nữa, mà ở dưới dạng to verb, động từ nguyên dạng có to. Chúng ta sẽ đi đến một số ví dụ hỏi và trả lời như sau này. Why is Mr. Takeshi leaving early? Tại sao ông ấy lại rời đi sớm như thế? Vậy trong câu trả lời, bạn có thể nhận được một phương án trả lời là to verb là để làm gì đó như sau to catch the last train để để bắt được chuyến tàu cuối cùng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một nhóm câu trả lời nữa cho câu hỏi why. À, trong tình huống nó là câu trả lời gián tiếp cho các câu hỏi why. Đôi khi người ta không trả lời trực tiếp chỉ ra lý do hay mục đích cụ thể mà người ta trả lời gián tiếp. Các bạn có thể đi vào ví dụ sau. Why was the product launch delayed? Trong câu này, các bạn sẽ có thể Nghe được một trong ba phương án lựa chọn có I don't know, tôi không biết, đúng không ạ? Và đây là một cách trả lời gián tiếp cho câu hỏi why, hỏi lý do tại sao, mục đích thế nào. Alright, à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện tập. Why did the restaurant close early? A. It's a holiday. B. It's very close. C. No, I got up late sau khi nghe xong uh, câu hỏi cũng như ba phương án lựa chọn thì các bạn đã chọn phương án gì ạ chúng ta cùng xét qua từng phương án nhé và câu hỏi là tại sao nhà hàng lại đóng cửa sớm thế và câu trả lời ở đây là đó là một ngày nghỉ do hôm đó là ngày nghỉ hay b it's very close nó ở rất gần có nhắc lại từ close giống như trong câu hỏi vậy chúng ta có thể loại phương án này khi các bạn nghe thấy phương án c No, I got up late. Có từ late là từ ngược nghĩa với từ early ở trong câu hỏi. Chúng ta cũng có thể loại bỏ phương án này. Còn với phương án A, chúng ta thấy nói it's a holiday thì là phương án chính xác rồi đúng không ạ? Đáp án chính xác là vì là ngày nghỉ nên họ đóng cửa sớm. Alright. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một nhóm câu hỏi WH nữa có tên là câu hỏi which. Câu hỏi which là câu hỏi được sử dụng để yêu cầu các bạn lựa chọn và trong câu hỏi which thì chúng ta sẽ thấy which có thể đứng ngay trước một trợ động từ hoặc sau which sẽ có một danh từ. À, trong một tình huống đầu tiên mà tôi muốn đưa ra là khi các bạn trả lời muốn thể hiện là các bạn chỉ chọn một trong hai phương án mà người ta đưa ra thôi thì chúng ta sẽ thấy trong câu trả lời sẽ nhắc lại một phương án trong hai phương án lựa chọn trong câu hỏi. Cụ thể chúng ta có ví dụ sau. Would you like the table inside or outside? Inside or outside? Đây là hai phương án để chúng ta lựa chọn ở bên trong hay ở bên ngoài. Và trong ba phương án mà các bạn nghe thấy, nếu như có một phương án nào nhắc đến một trong hai lựa chọn này thì các bạn hãy chọn ngay nhé. Và cụ thể chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi này như sau. I take the table outside. Trong trường hợp số 2 khi các bạn cũng được lựa chọn từ hai phương án nhưng bạn lại muốn chọn cái nào cũng được. Vậy chúng ta đưa vào tình huống cụ thể như sau. Can I pay for the room at the hotel or do I have to pay before I arrive? Trong trường hợp này họ hỏi là tôi nên làm như thế này hay là làm như thế kia Và bạn muốn nói cách nào cũng được thì bạn sử dụng either để trả lời như sau Either way is fine Ok Cách trả lời tiếp theo cho câu hỏi mà bạn lựa chọn hai phương án là bạn có thể nói bạn không chọn phương án nào cả Vậy bạn có thể sử dụng neither để trả lời Cụ thể chúng ta có ví dụ sau này Would you rather have red or white wine with your meal? Trả lời Neither I don't drink người ta hỏi mình sẽ uống đồ uống như thế nào bạn bỏ neither tức là bạn không chọn phương án nào hết ok hoặc trong một tình huống khác khi bạn được yêu cầu lựa chọn một trong hai hoặc là cái này hoặc là cái kia thì bạn có thể nói là bạn không chọn cái nào bạn đề xuất ra một cái khác vậy thì trong tình huống đó bạn sẽ đưa ra câu trả lời theo cách nào tôi sẽ cho các bạn một ví dụ nữa nhé Do you plan to take the train or fly to the conference? Người ta hỏi bạn dự định là sẽ bắt the train, tức là đi tàu hỏa, hay là bay đến dự uh, the conference tức là buổi uh, hội nghị hội thảo đó vậy trong câu trả lời bạn có thể đưa ra một phương án khác cụ thể là actually i'm taking the bus ừ, thực ra thì tôi định là sẽ đi xe buýt trong những tình huống mà bạn đưa ra một cái phương án khác thì người ta sẽ hay sử dụng những cái từ như kiểu là actually bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cách trả lời nữa là cách trả lời gián tiếp cho câu hỏi uh, này Cụ thể chúng ta đi vào ví dụ sau. Would you like to meet at the hotel or convention center? Câu hỏi đây cũng là lựa chọn đúng không ạ? Bạn muốn gặp ở đâu? Vậy chúng ta có thể gặp những câu trả lời ở dưới dạng gián tiếp nhưng lại ở dưới dạng câu hỏi. Vậy bạn có thể trả lời gián tiếp theo cách này. Which one is more convenient for you? Đó, hoặc là chúng ta gặp một tình huống khác có câu hỏi như sau. Can you meet our client on Thursday or are you busy? Vậy khi các bạn muốn trả lời gián tiếp, bạn trả lời như thế nào? I will let you know later. Gián tiếp ở đây là tôi cũng chưa biết đâu, tôi để tôi sẽ báo cho bạn sau, đúng không ạ? những tình huống trả lời gián tiếp cho các câu hỏi trong WH questions là những tình huống rất là hay và rất thực tế với các bạn để các bạn có thể song song với việc ôn luyện thi TOEIC thì mình có thể ứng dụng nó ở trong giao tiếp hàng ngày các bạn nhé. Alright, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần thực hành cho dạng câu hỏi lựa chọn này. Which seat do you like? near the window or near the aisle A either is fine B i need a window C there is something in my eyes Trong ba phương án này sau khi các bạn nghe xong phần chia sẻ kiến thức của tôi cộng với phần lắng nghe ba phương án chắc chắn các bạn đã chọn phương án either is fine đúng không ạ? Chọn cách nào cũng được và đây là một phương án đúng. Chúc mừng các bạn. Number 1. When is the workshop supposed to end? A. At the end of the career. B. It does not work. C. At 3 o'clock. Number 2. Why was your flight delayed? A. It was too late. B. Because of the bad weather. C. At 9 p.m. Number 3. What time did Mr. Jackson leave the office? A. Yes, he did. B. He doesn't live there anymore. C. An hour ago. Vừa rồi là những câu hỏi dành cho khán giả theo dõi chương trình. Các bạn hãy nhanh tay comment đáp án chính xác cho những câu hỏi này và ba bạn trả lời chính xác sẽ nhận được phần quà từ chương trình là ba voucher trị giá 200.000 đồng khi các bạn tham gia dự thi TOEIC tại IIG Việt Nam. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.